Thưa quý vị, thời điểm này trường học các cấp ở thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin điểm học kỳ 1 của học sinh. Chỉ cần lướt trên mạng xã hội thì sẽ thấy nhan nhản các bảng điểm của nhiều học sinh được chính bố mẹ chụp nguyên hình, nguyên trạng để tung lên trang cá nhân. Những bảng điểm được bố mẹ giới thiệu đều có điểm chung là cao vời vợi, thuộc dạng ưu tú và xuất sắc. Những status khoe bảng điểm của con luôn thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người, nhất là các ông bố bà mẹ, thậm chí là đến cả ngàn lượt thích, hàng ngàn bình luận với vô số những lời khen rồi suýt xoa dành cho đứa trẻ cho cả cha mẹ chuyện này đã vô tình gây nên những tranh luận trên mạng xã hội rằng nên hay không việc khoe điểm của con trên mạng xã hội có người cho rằng con mình giỏi thì có lý nào lại không khoe lên mạng xã hội cho nhiều người biết nhưng mà cũng có người cho rằng quả thật là nguyên tắc ứng xử cơ bản là khi khen thì cần khen nơi đông người chê nơi riêng tư thế nhưng khi sự khen ngợi biến thành khoe khoang về sĩ diện của bố mẹ thì lại có tác dụng ngược bởi đằng sau bảng điểm ưu tú được phụ huynh khoe lên mạng là những so sánh dành cho con trẻ bố mẹ đi khoe thì cho mình ở tâm thế con mình giỏi hơn con người nhiều phụ huynh vào khen con người nhưng mà cũng không giấu được sự tâm lý so sánh con mình với những bảng điểm này đó là áp lực thậm chí là nỗi sợ vô hình đối với con trẻ